Vâng, em Chiến mến chào tất cả các bác và cùng các chú anh em ở mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh của em. Đây em có về một con bao thuộc phân khúc rất là tầm tiền, nó là model BOA 1003. Đây là những đối tác của những cặp loa cổ nghe nhạc vàng. Đấy, các bác nào yêu thích những thương hiệu Denon thì những sản phẩm Denon nó sản xuất năm bảy mấy, tám mấy trở lại nghe nhạc vàng rất là hay, nó rất là thích hợp các bác nghe nhạc vàng. Đến với những cặp loa cổ như là loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu nghe nhạc vàng chậm rãi thì các bác lựa chọn những con Denon, loa tùy các bác. Các bác thì rất là thích thương hiệu Denon mà không biết mua những con ly cổ ở đâu. Đấy, đây là con bao monolock nha các bác, monolock nha. Hệ thống đánh của nó là monolock cho từng kênh A B, đánh hai cầu loa A B hoặc A cộng B. Nó là monolock, các bác có thể cứ nghĩ là nó chia ra này, nó là y chang con monolock vậy đó. Các bác nghe một loa này, A bấm một loa này, B một loa này, tại monolock nó xử lý là riêng biệt hết. B B đó là loa đấy. Còn các bác là không thích nghe B, nghe một loa thì các bác tắt đi, còn nghe A. Và nói chung y chang monolock, hai cục mono bao vậy đó nha các bác. Sử dụng hai đồng hồ vô, khi máy chạy và nguồn nhạc vào là nó sẽ hát vải kim rất là đẹp nha. Đấy, máy rất là mới nha các bác, mới tinh nha, hàng sưu tầm cho các bác nha. Những con này mà đánh vào những cặp loa cổ mà bắt 30 40 thì tuyệt vời không mặt trời luôn. Công suất là 250W nha các bác, BOA 1003 monolock rất là mới. Cái này có thái độ mới của sản phẩm nha. Đấy, hàng sưu tầm nha các bác. Đây là model sản phẩm này, chạy sò sét nha các bác, sò sét nha. Những cái thời này là những con âm bao âm ly chạy sò sét nghe nhạc vàng tuyệt vời, tiếng rất là ngọt ngào. Đấy, mời em quay phía sau và mở luôn ruột ra bên trong cho các bác cùng xem nó mô lóc nó như thiết kế như thế nào nha. Đây là phía sau của sản phẩm, đây là cái cổng tín hiệu vào và kênh 1 và kênh 2 LR đó các bác, LR các bác. Còn vàng khè nha, đi 100V nha các bác, 100V nha. Đấy, đây là cầu lo, cầu A, cầu A, cầu B, cầu B. Đấy, riêng biệt hết nha. Thôi, thiết kế của mô lóc. Vâng, thiết kế của mô lóc nó riêng biệt nhau nha các bác. À, nhiều bác rất là thích chơi mô lóc vì chơi mô lóc nó có cái hay của nó nha bác. Nó âm thanh nó không bị khó, không bị nhiễu nè. Tại mỗi bên nó riêng biệt nhau. Đấy, cái gì ra cái nấy hết trơn. Đây, em sẽ mở máy ốc này ra để các bác xem bên trong nha. Vâng, đây nha các bác. Đấy, mỗi bên của nó là như thế này, chia làm hai này, nhưng nó nằm trong một cái này, nó là mô lóc riêng biệt nha. Hai lọc nguồn, tụ nguồn các bác. Các bác thấy tụ nguồn lên tới 22.000 UIP nha, rất là khủng. 22.000 UIP cho một cục này, một cục 22.000 là một cái tăng phô, hai tăng phô riêng biệt. Đây, đánh cho mỗi bên là nhiêu đây, bao nhiêu đây. Các bác thấy bo mạch rất là mới nha các bác, mạch rất là mới, mới đét luôn. Bác chỉ cần nhìn thấy cái tăng phô còn cái nước sơn tinh điện của nó là quá tuyệt vời rồi. Thì con này em báo giá cho bác là 9.500.000 nha, 9.500.000. Em bao ship toàn quốc cho các bác nào có nhu cầu alo trực.